nhà nghiên cứu này cho rằng sư Thích Minh Tuệ là có sự siêu năng lực, là một vị vĩ đại, là một người đắc đạo. Nó cho ông Thích Minh Tuệ là người đắc đạo rồi mới có thể cái sức lực mà vượt qua cái rào cản của thế giới này không chứng minh được. Thấy ông Thích Minh Tuệ này á, đâu không phải hot ở đất nước Việt Nam mình đâu có gì ơi, mà hot cả thế giới bên ngoài luôn. 200 mấy chục nước là hot luôn, nước nào cũng gửi, cũng là mà dân ta cũng coi, cộng đồng mạng rồi cũng người bên nước ngoài, nước nào cũng qua nước Việt Nam mình để đánh lễ ngài Đức Minh Tuệ. Thấy không, thấy hạnh của Phật ngày xưa bây giờ 1000 mấy trăm năm nay không có người nào tu, mà hôm nay có được người tu rồi, cái dân tộc người ta hiểu biết được cái pháp thiền mà tâm của cái pháp mà đầu đà của Đức Minh Tuệ vậy đó, là của Phật để lợi vậy đó, người ta mới là quan minh. Sở dĩ bữa nay chia sẻ bà con chút chỗ này luôn, tại sao có người lên mạng mà nói ôi ông Thích Minh Tuệ này trẻ mà sao mà có người già hơn 70-80 tuổi cũng lợi lại ổng là sao? Cái này chia sẻ cho bà con mình hiểu nha, cái này người ta lại đó là không phải là ông Thích Minh Tuệ đâu, cái này là cái hạnh của Phật, ông giữ gìn được cái hạnh của Phật, người ta lại cái hạnh của Phật đó, chứ người ta không phải lại ông Thích Minh Tuệ. Nhưng mà bữa đó tôi chính tôi thấy rõ ràng cái bà này, bà nói á, bà con bà nói á, mẹ tôi biểu á, tôi kè lợi tới ngày Thích Minh Tuệ cho bà lại ông Thích Minh Tuệ. Bà này là 100 tuổi đúng rồi đó, cái gì đó, đứa cháu đó nói vậy đó, mình nghe bà biểu tôi phải dắt lợi trong Thích Minh Tuệ rồi cho bà lại ngày Thích Minh Tuệ hay lại đó. Thấy là cái sự mà người làm phải rồi đó, cái là cộng đồng mạng người ta là quan nghênh, ta tin tưởng, người ta là ủng hộ cỡ nào. Mà Đức Thầy nói đó, người làm phải như tầm trong cán, có muôn tơ bao bọc đám thân đó quý vị. Thì cộng đồng mạng là tặng cho ổng nè, bài thơ Bồ Tát, cho ổng là Bồ Tát luôn. Thích Minh Tuệ, Việt Nam có một sư thầy, không cần thuyết pháp cũng đại người theo. Thật tự bà con cô bác xúm lại ủng hộ Thích Minh Tuệ rất đông, mà kêu lấy giấy đỏ, cái thảm đỏ đó chảy luôn, mỗi lần còn quét phải không? Nhưng bây giờ là không có quét nữa. À, lấy chải đỏ chải một bề ngang 1 thước mấy vậy nè, 2 thước gì là dài vậy đó, là xuôi theo cái lỗ cho ngài dưới tăng đoàn đi. Nó là cái lòng mến mộ nhiệt tình của dân tộc Việt Nam mình và cả cộng đồng thế giới, rồi cũng bắt mạng nghe, mà cũng là nhiều khi cũng xin visa về Việt Nam mình để là đảnh lễ Đức Minh Tuệ đó. Nhưng mà kỳ đầu là 100 người đừng bà ở bên Ấn Độ xin với visa qua Việt Nam đảnh lễ ngày Thích Minh Tuệ, rồi sau 3.000 người ở bên Ấn Độ sẽ gì qua xin visa qua đảnh lễ ngày Thích Minh Tuệ nữa. Đó là ở bên Ấn Độ là 4.000 người, tổng cộng 2 lần là 4.000 người đó. Còn cái một cô là tu sĩ ở bên Úc qua bên đây để đỉnh lễ cho ông Thích Minh Tuệ, và cùng Thích Minh Tuệ đi mấy ngày đường quý vị. Thành ra cái sự mến mộ của cộng đồng mạng không phải trong nước mình thôi, là và cả thế giới luôn, bên ngoài luôn. Bây giờ nè, tôi mới bắt cái mạng lên nghe, bây giờ là bắt cái nước Trung Quốc bên đó, bây giờ nó cũng theo dõi cái ông Thích Minh Tuệ gì lắm đó. Là nó nói là có thể là một ngày là 10 mấy ngàn người coi. Thành ra Trung Quốc giờ cũng theo dõi và cũng ủng hộ sư Thích Minh Tuệ là cái người Việt Nam. Nó cũng nói là người Việt Nam mà tu cái pháp tu là xưa nay chưa từng có, mà ngày hôm nay ngày tu thấy hạnh ngày tu chân chánh, không lợi dụng tiền bạc của ai. Thành ra là dân chúng mới mến mộ. Rồi là thấy ổng là cực khổ gian nan, đi ngoài mưa ngoài nắng, ngủ bờ ngủ bụi vậy đó, nhà quan là gốc cây rồi đó, người ta cảm phục, ta mến phục, ta thấy hạnh ổng vậy mới chân chánh đó. Thành ra nhân dân người ta mới để ý mà theo dõi. Rồi có nhiều người bên nước Việt Nam mình đi ngang qua, rồi cái cô đó cũng thấy ổng đi giác chưa nắng mà đổ mồ hôi rịn đó. Rồi là bà con cô bác người ta cũng mến mộ, cũng là thấy ổng tội nghiệp mà rưng rưng nước mắt. Rồi cái hằng ngày 28 đó là đi ngang tỉnh Quảng Trị đó, thì có ông cái ông là hai chú đó ra đuổi ông Thích Minh Tuệ, không cho đi vô nghĩa địa ngủ đó. Người ta nói là ông bà người ta không có tu hành vậy đó,
Bây giờ không có cho sư sãi gì ở vô ở trong nghĩa địa hết, đưa ra. Rồi ngày đêm đó là ngày đi cái khoảng đường khoảng 2 tiếng đồng hồ sau mới gặp ở chỗ là ngày mới là nghỉ ngơi đó. Lúc đó là ngày lậu đêm luôn quý vị. Thành ra cái hạnh tu này cũng phải gian nan khổ sở vậy đó. Nhưng mà dầu cho gặp qua cái sự gian nan khổ sở khó khổ thì cái người tu cũng phải vượt qua, không buồn phiền, không khổ sở. Khổ sở mà cũng vẫn vui vẻ, không buồn phiền, không thân rách ai hết, là chỉ tùy duyên. Gặp cảnh thận thì cũng sống là cũng trận thận, gặp cảnh nghịch thì cũng không buồn phiền, cũng không có than trách. Đó, cái người tu phải có cái tâm kiên định như vậy. Người tu phải chịu năm bào mười đục mới trở thành hình dốc Phật tiên. Đó, chứ đâu phải tu mà dễ tu đâu, tu ai đi thấy cũng giúp đỡ đâu. Đó, ở trên đời này mà Đức Thầy cũng nói là Phật ma, ma Phật mới ra giữa tường. Chỗ nào có Phật là chỗ đó có ma, thấy không? Có chỗ nào có người ác thiện thì có người ác đó. Sắp chi phua chua ngọt pha buồn giận lẫn vui mà, có chua có ngọt, có pha có buồn có vui lẫn lộn trơn. Người tu là phải chịu ảnh hưởng gì vậy. Thành ra hôm qua tôi mới có coi được là chú là này nhà khoa học của Việt Nam nghe quý vị đó, là cho rằng nhà sư Thích Minh Tuệ đã vượt qua rào cản của khoa học tự nhiên, là khoa học không có thể nào mà chứng minh giải đáp được. Con người bình thường của Thích Minh Tuệ mà lại được vượt qua rào cản của giải phân cách của khoa học, đó là sự ăn uống ngủ nghỉ điều hòa qua tất cả những điều đó, làm cho họ rất nhiều câu hỏi. Nhiều người đặt câu hỏi là hỏi những nhà khoa học, bây giờ khoa học không chứng minh, không giải đáp được. Thành ra tất cả điều đó làm cho họ rất nhiều câu hỏi không thể nào trả lời được. Bởi vậy mới nói là nhà nghiên cứu này cho rằng sư Thích Minh Tuệ là có sự siêu năng lực, là một vị vĩ đại, là một người đắc đạo. Nó cho ông Thích Minh Tuệ là người đắc đạo rồi mới có thể cái sức lực mà vượt qua cái rào cản của thế giới này không chứng minh được. Là khoa học Việt Nam mình nó cho ông là người đắc đạo. Đó là nhà nghiên cứu nói về thế giới, nói như thế giới vậy đó, như thế giới bên ngoài vậy đó, cũng cho là ông đó là Thích Minh Tuệ là người đắc đạo rồi. Đó là nhà khoa học Việt Nam mình. Còn nói về nghe là người Việt Nam mình cũng nên mừng, vì tôi nói cho tất cả người Việt Nam mình nghe được tin này là một vị đại biểu quốc hội của Việt Nam mình lên tiếng khen và ủng hộ sư Thích Minh Tuệ. Còn tờ báo lớn nhất của nước Mỹ, cơ quan chủ quản cấp phép ở tại Mỹ cùng với Nhật Bản và các khối liên minh châu Âu đưa ra tên của Thích Minh Tuệ vào danh sách bách khoa toàn thư. Nó là cái danh dự cả thế giới luôn quý vị, đưa vào là sách bách khoa toàn thư, đó là cái danh dự của nước Việt Nam mình bay ra thế giới rồi đó nghe. Bởi bút hành bay liền khắp nơi đó, ngọc nhờ lao ngọc mới rạng rồi, kim mài dũa kim kia mới bé đó. Bây giờ ông đương mài dũa mà đương bán luôn rồi đó. Sao đó rồi vậy là sư Minh Tuệ nổi tiếng, sư Thích Minh Tuệ gian danh ra cả thế giới rồi đó quý vị, và dân tộc Việt Nam của chúng ta cũng hãnh diện với toàn cả năm châu bốn biển trên thế giới mà người Việt Nam ta có cái vị tu mà được thế giới gian danh đó. Mà cái hạnh này là cái hạnh là cực khó đó, chứ không phải đâu hạnh tầm thường đó. Như ngày xưa tôi dắt xương qua cái lúc trước thôi, ngày xưa Đức 2.500 vị đệ tử của Phật, 2.500 vị đệ tử của Phật mà chỉ có một mình ông Maha Kajip tu cái hạnh này mà đắc đạo thôi, chứ không có 2.500 vị thì chỉ có một vị tu đắc đó. Rồi nghĩa là ngày Thích là ông là Maha Kajip tu nhưng mà suốt đời không tắm,
Đó, đây là sách vở để lại nè, trong kinh Phật để nói mà. Suốt đời không tắm. Nhưng khi ngài mà viên mãn đạo rồi, ngài ai đi lại tới ngài á là không có hôi thối gì hết, không có hôi hám. Nhưng mà ngài rịn mà hôi ra là thơm phức. Sau này sau là khi đó rồi, khi Đức Phật Thích Ca tịch diệt rồi, 28 vị tổ ra đời, rồi tiền tới 28 vị tổ là tổ 28 là Đạt Mạo tổ sư mới qua Trung Quốc. Mấy là khai mở tiền chỗ bệnh là 5 đời nữa, là 33 vị tổ, qua xong 33 vị tổ rồi. Sau này có một cao tăng ở bên Tàu tu cái hạnh Đồ Đà này mà cũng được viên mãn, và cũng được là cũng chừng nhà sư kia cũng trọn đời không tắm, mà ngài rịn mồ hôi ra mình lại thơm phức, không có hôi hám gì hết. Là từ 2556 năm nay mới nổi lên một nhà sư Thích Minh Tuệ là người thứ ba trên thế giới này. Nhưng mà ngài Minh Tuệ này á, thì mình thấy thì cũng bình thường thôi, cũng sức chúng thôi, chứ chưa có phải, không phải đắc là Phật không. Nhưng mà nó là cái nhà khoa học cho ổng là đắc đạo tại thế rồi đó, vượt qua cái sự phân giải của khoa học hết đó. Rồi thành ra cho là người đắc đạo, bị gì ổng chứng minh không được. Những cái sự ổng để ăn ngày bữa cơm lậu tối ngày, rồi còn sức đâu mà ngồi tối ngồi tham thiền nhập định nữa. Nhưng mà cái này đó, bữa nay chia thiệt với đồng đạo bà con mình sẽ mà cộng đồng mạng mình nghe. Bằng ngày ông đi dậy, ông ăn một ngày một bữa cơm lẩu tối ngày, rồi bằng đêm ông nghỉ giấc chiều, và mà 3 giờ rồi 4 giờ ông nghỉ đó, là ông ngồi thiền định luôn tới 15 tiếng hồ. Còn cái ngày nào mà ông đi trễ đó, người nghỉ trễ đó, thì ông thiền định 10 tiếng. Đây là theo cái sự hiểu biết của tôi, thì do nó cái sự thiền định của ngài mà được đầy đủ năng lực sức khỏe, ngài mới có bền chắc đi như vậy nổi. Chứ còn người thường ngoài là ta đi, có người đi 5-10 bữa là rồi dông xưng giò xưng cẳng, giò cẳng đau đi không nổi. Còn ngài vẫn là do giò ngài chay rồi ngài đi bình thường thôi. Thành ra cái sự ăn uống của ngài á, ngài tu cái hạnh này là tu cái hạnh của Phật Thích Ca mà Đức Thầy bên Đức Thầy cũng có nói qua đó. Ta thừa dưng sắc lệnh Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo pháp. Ngài truyền khai chánh pháp là cái đạo vô vi của Phật đó. Rồi hôm nay ngài Thích Minh Tuệ nổi lên cũng tu theo cái hạnh đó là vô vi của Phật. Vô vi là gì? Vô vi là gì? Không hình thức. Ngài ngồi thiền định đó, ngài tu bằng cái tâm ngài, luyện bằng cái tâm. Nhưng mà thanh tịnh cái tâm là thanh tịnh là sẽ là kiến tánh đó. Ngài bỏ hết thế gian, ngài không nghĩ gì cái bắt sát thân, ngài không nghĩ nữa, ngài không cần ăn uống ngon dở, và ngài cũng không có là chủ yếu rằng sống cuộc đời sung sướng đó. Ngài bỏ cái sự sung sướng rồi mà ngài cứ tìm vô sự khổ, bỏ cái thân này không kể là cái cho nó cái sân cái sung sướng, mà đi vô con đường khổ hạnh gian nan, bởi nhịn đói trên khác, rồi là ngủ bài là nghĩa địa ngoài gốc cây ngoài nhà ngoài gia nhà quan đó. Thành ra cái hạnh này vô cùng cực khổ, mà những cái người nào mà kể muốn tu hạnh này phải kể sát thân này là hiến cho Phật pháp đi, không còn nghĩ tưởng cái gì thế gian này nữa, tu mới nổi. Mà có cái sự một là tin tưởng với Phật, hai là có cái lòng kiên trì, ba là sát thân này là kể như không có, hiến thân cho Phật pháp tu mới nổi, chứ đâu phải là tu hạnh này mà nổi. Còn nói tới đây xin đọc qua bài thơ này để quý vị đồng đạo nghe, rồi biết cái hạnh ống tu như thế nào. Người ta đúc Phật bằng vàng, nhưng Phật đã lại ở làng khang ngoài đường. Người ta nô nức cúng dường, nhưng Phật ít nhận hay nhường hay cho. Họ bảo nhà Phật là chùa to,
còn Phật tìm gốc cây to để ngồi. Phật bảo, họ bảo Phật lên được trời, còn Phật chân đất khắp nơi ngoài đường. Họ bảo Phật độ dân thường, chân Phật bảo nhân quả không nhường một ai. Họ bảo cúng giải quan trai. Phật bảo tạo nghiệp trả dai, trả hoài không xong, trả hoài mới xong. Tượng Phật trong chùa rộng rãi mênh mông, còn Phật giảng dị đêm nằm nghĩa trang. Ngày lễ Phật đản đàng hoàng, còn Phật chân đất lang thân không nhà. Xưa Phật khổ hạnh xuất gia, ngày ăn một bữa không nhà không xe. Phật đi bộ suốt mùa hè, gốc cây nghĩa địa chở che cho ngài. Dân ta biết Phật là ai, rưng rưng nước mắt nhìn ngài xót thương. Phật ơi, ngài ở mười phương, nhưng ngài nhưng là chùa lớn hai ngoài đường chỉ con. Đã dẫn thương Phật ở ngoài còn, từ bi rung động bốn phương ngậm ngùi. Chúng con đã thấy Phật rồi, yêu thương phát khóc phát cười. Phật ơi, còn cái này là ngài, người ta cho ngài đó, những cái nhà mà trí thức đó cho ngài là đạt 13 cái lực ở Việt Nam mình đó, chứ không phải là người tầm thường đó. Rồi tôi nói cái này rồi, để tôi nói ra là tôi theo ý của tôi nhận thức ngài là cái dạng phi thường luôn. Ngài 26 ngày mỗi tiếng và những kỳ tích, nổi tiếng và những kỳ tích chỉ 26 ngày mà tên của ngài Thích Minh Tuệ đã được làm nên siêu kỷ lục 13 kỳ tích phi thường. Một là cái tên sư Minh Tuệ tìm kiếm trên logo là 05X là 90 triệu lượt người xem. 90 triệu lượt người xem. Hai là chỉ chưa đầy một tuần lễ, mỗi tiếng nổi tiếng nhất trên tất cả các TikTok là báo đài hay là hoặc YouTube và những truyền thông trên là thế giới. Ba là người được chú ý nhất hiện giờ, hơn cả những người nổi tiếng lâu năm. Bốn là hiện giờ đã nổi trên nguồn cảm hứng lớn như nhiều nghệ sĩ và vẽ hình, vẽ ảnh, phim hoặc ca hát, quần áo. Bây giờ quần áo bây giờ người ta cũng là mà làm cái năm ngũ sắc á, thiết kế năm ngũ sắc để buôn bán, mà hôm nay đây hiện thời đầu đó cũng bán chạy nên nó bị năm màu ngũ sắc của cờ của là đạo của Phật đó. Và phim bài hát quần áo và thơ ca và đáp tượng bây giờ á, những cái người mà sợ mà về đáp tượng á bây giờ cũng nổi tiếng nữa. Cái thợ vẽ thì có rồi, người ta vẽ tượng người ta bán rồi, còn bây giờ ông này đắp tượng rồi người ta có bà con lại hỏi chứ ông đắp tượng gì rồi ông bán không, ông tặng người ta không, nói tôi bán. Nhưng mà cái này để tặng cho cha mẹ của chú Thích Minh Tuệ đó, là ông làm người ta coi là thấy 90% giống cái gì đó. Thành ra những báo đài rồi những nghe là thi thơ rồi cũng đề cập vô ổng mà ca hát ha. Rồi tới phim ảnh, rồi tới áo này nè, ta cũng thiết kế áo ra năm màu sắc của ngài Thích Minh Tuệ. Ta mến mộ ngài mà ta thiết ra năm cái màu sắc ta bán để cho dân chúng yêu thương Thích Minh Tuệ để mặc đó, để có cái sự mến mộ Minh Tuệ vậy đó. Thì ba con mình cũng thấy đi.
ra. Và độc đáo hơn nữa là điều thứ năm là có một nồi cơm điện mà hàng triệu người nhắc đến, nhiều người phải run sợ mất miếng ăn đó. Thấy nồi cơm điện không thôi, cái vật bỏ ở ngoài nghĩa địa, vật bỏ ở ngoài đường, vật bán ve chai mà khi ông sử dụng rồi, cái vật này cũng thành một món là giá trị đó. Bây giờ giá trị sao để tôi nhắc lại cho bà con mình nghe. Lúc trước là có cái ông tặng cho cái chú bên Anh mà qua Việt Nam mình có vợ bên đây ở ha, rồi là sư Thích Minh Tuệ mới tặng cho cái chú nước Anh đó, mà chú đó ở Việt Nam, ở bên đây chứ không có gì bệnh, chú đó có vợ người Việt Nam. Rồi Thích Minh Tuệ mới tặng cho ông nồi cơm điện cho ổng, ổng mừng ổng lại rồi ổng đem về nhà ổng thờ. Thì cái cô bên Mỹ đó quen với YouTube bên Việt Nam mới điện qua cái chú YouTube bên Việt Nam này nè, mới hỏi chú lại coi cái chú đó nó là bán nồi cơm điện đó không, bảo mua 1 tỷ đó. Mà chú YouTube này lại hỏi cái quen với ông kia đó, lại hỏi thì ông kia không bán, người ta tặng để mình để thờ thôi, bao nhiêu tiền cũng không bán. Cái bà bên Mỹ kia đồng ý, nếu ông chú hỏi đi, bán 1 tỷ là tôi mua. Nồi cơm của ông sư ha. Ừ, nồi cơm ông sư mà cho cái chú đó đó, cho cái chú mà ở người Anh mà có vợ bên nước Việt Nam mình nè, mình mới mộ ông đi rồi đó, là ông gặp rồi là ông này mới xin chú cho luôn. Là cái nồi cơm điện của sư Minh Tệ đó. Ừ, sư Minh Tệ tặng trong đó đó. Minh Tệ đó ha. Ừ. Nó rành trà như sư thứ Minh Tệ tặng cho cái chú bên nước Anh đó mà có vợ bên Việt Nam mình ở bên đây luôn. Bữa đó ông lại mới bái lại ông sư Minh Tệ, sư Minh Tệ mới tặng cho cái nồi cơm đó. Đó. Rồi cái cô bên Mỹ á, cô nghe cái tin này, lên tốt mới nghe tin này, mà chú quen với cái người làm tin tốt ở bên Việt Nam mình nè, chú mới điện qua. Bây giờ là mà chú biết cái người đó không, cái người mua ổng cho nồi cơm điện đó, biết thì chú lại chú hỏi giùm tôi, nếu cái người đó đồng ý bán 1 triệu chú nói đi tôi mua đó. Bà đó mua 1 tỷ chứ 1 triệu gì, 1 tỷ, 1 tỷ bạc bà mua. Nó còn bây giờ tôi nghe cái tin nữa nè, cái ngày Thích Minh Tệ đi lang thang lúc trước đó, thì có bà đó ở bên Mỹ, bà nói ông nhỏ con ốm yếu như vậy, đi tối ngày như vậy làm sao nổi, tu chú vậy làm sao tu nổi, bây giờ ông chịu ở chùa tu đi, tôi đưa cho ông 20 tỷ ông quán cái chùa ông tu đó. Nhưng mà ông Thích Minh Tệ đâu có nghe, mà không có biết con ai không, mà đâu có chịu, bị gì đâu có đúng cái hạnh ổng mà ông nhận. Bà kia bên Mỹ á, mà không biết nhà, mà bà là đại gia gì mình không biết, nhưng bà nhắn qua bà nói là nếu ông Thích Minh Tệ chịu tu chùa đi, bà đưa cho 20 tỷ cất chùa, ở trong chùa tu đừng có lùa lội đi cực khổ nữa đó. Cái người ta mến mộ ông Thích Minh Tệ cỡ đó đó. Dân tộc Việt Nam mình có một người tu theo anh này đâu phải dễ đâu, 1000+ nay mới có một người thứ ba là ngài Thích Minh Tệ mà tu theo anh này. Chớ bây giờ ai dám đâu đi như vậy á, chớ là thời gian là rất trân, đâu có đi nổi. Mà thiền định cũng đâu có thiền nổi như ổng. Ổng tu là ổng nhờ cái sự thiền định, mà cái tâm kiên định, kiên trì ổng kiên định mà được cái sức khỏe nó dồi dào. Có người ta có cái năng lực, siêu năng lực của Phật ban cho ta, chứ không phải nói mà như thường mình là mình làm được đâu. Đó. Thành ra cái sự mà cái người tu hành rồi đó mà người ta quý lắm. Bởi Đức Thầy nói nè, Đức Thầy nói rõ ràng, Đức Thầy nói người tu như thể bá tòng, ai ai cũng quý, cũng trông, cũng nhìn, phải không? Đó. Này, mình tu chân chánh rồi ai cũng quý, cũng trông, cũng nhìn, cũng mến mộ. Đó. Thì qua đây nãy giờ đặt qua tới là điều thứ năm rồi, cái kỷ lục thứ năm rồi. Thứ năm là chỉ có một nồi cơm điện mà hàng triệu người nhắc đến, rất nhiều người phải run sợ với nồi cơm điện này. Chỉ nói phớt qua bà con hiểu rồi, bởi thời kỳ 40 mà nói vậy thì bà con mình hiểu rồi. 6 là người đi bộ là khắp đất nước Việt Nam nhiều nhất. 7 là người ngủ ngoài trời nghĩa địa nhà quan hang đá và bị muỗi cắn nhiều nhất ở đất nước Việt Nam.
ông là ông nói bữa ông nói người kia có nhắc cái đó đi miền Tây vậy đó. Ông có gì à, An Giang rồi mà mũi quá. Nó, ông cho nói là mũi à, An Giang mũi lắm. Tám là người ăn xin duy nhất ở đất nước Việt Nam. À, chỉ ăn xin à, ăn mà không có có xin tiền. Đó, nhờ cái vụ không xin tiền đó là thành ra cái người chân chánh người ta mới mớm mộ đó quý vị. Chính là người bị khen chê, ca ngợi, tung hô và đảnh lễ nhiều và nhất trên đất nước Việt Nam. Đó, Việt Nam mình không có ai mà bị khen nhiều nhất mà cũng bị chê nhiều nhất nữa. Chê là chê nhiều sức hơn cái khác thôi. Chứ còn cái vụ mà cái người khen thì nó nhiều, cái người chê nó rất ít thôi. Còn nói so sánh với người khác á, ổng là cái người chê nhất hơn các người khác. Chứ không phải là cái số hiện bây giờ mà cái số chê nó nhiều mà cái số khen nó ít. So sánh người ta là ổng bị người ta khen chê nhiều hơn. Còn nói với hiện tại bây giờ cộng đồng mạng thì ủng hộ là 95%, chỉ có 5% phản đối thôi. Nói cho nó rành vậy, đem thôi mà nói không rành cái bà con nghe cũng không rành nữa rồi cái thôi sao mà ổng tu gì mà 95% mà phản đối ông vậy. Thành ra bây giờ á còn ta chính á là ca ngợi trong còn 10 á là người không sân si với đời mà đời tự sân si với nhà sư. Và nhà sư tự hiện hình và giả vào mặt mình. Đó là nói chuyện cái nhà sư mà sân si á. Ông tu ông đâu có nói gì ai, ông đâu có sân si ai, nhưng mà tự thấy cái bác ông làm vậy rồi người ta không có vô chùa tu nữa, rồi tự mấy ông về chùa là bể mặt rồi ông mới là dây lợi nói xấu ông Thích Minh Tuệ. Nó là cũng như là những người đó là tự giả mặt vô mặt người ta vậy á. Rồi 11 là người người không có trong giáo hội Phật giáo Việt Nam mà lại Phật giáo Việt Nam lên tiếng đè ép, nó đè ép ổng. 12 là người không nói không muốn nổi tiếng mà trái lại nổi tiếng nhất đất Việt Nam. Thấy không? Ổng đi làm cái chuyện của ổng thôi, ổng đâu có danh lợi nổi tiếng gì, nhưng mà cộng đồng mạng thấy như vậy, thấy cô chân chánh vậy ủng hộ ổng, tung hô ủng hộ. Rồi ngày nay nè, hàng tán sái nay nè, người là dân quản trị ngoại lấy thảm đỏ lót đường cho ông đi đó, mình chứng minh rõ ràng là bắt lên mạng đó đó. Cái người quản trị bây giờ ta lót thảm đỏ trả dài cho ông đi chứ không còn quét nữa đó. Thành ra thấy 13 là những người nổi 13 là người đàn ông duy nhất Việt Nam không có vợ, bỏ nhà đi ăn xin. Trái lại rất nhiều người, hàng đông người có vợ, bây giờ bỏ vợ đi theo ổng. Thấy không? Ngược đời thấy không? Quy luật trở lại. Đó, những kỷ luật này thật khủng khiếp, không phải người bình thường mà làm được như vậy quý vị ơi. Đó hai đó là 13 cái lực là thấy nổi trội như Việt Nam. Nhưng mà tôi thấy ổng á, sự thật bữa nay chia sẻ thật với bà con là cái hạnh phúc của ổng á là vượt hơn người phàm. Cái người phàm mình tu theo ổng không nổi, ổng làm cái gì cũng là thế gian mình, cái người phàm mình tu không nổi. Như vậy đó thì giảng kinh mới cho là xuất phàm, cái người siêu phàm. Đó, cái người làm mà cái hạnh gì à, thế gian mình người thường mình không có làm theo nổi, đó là kêu bằng siêu phàm nhập thánh. Siêu phàm tức là trên người phàm, là cái người đó nhập thánh đó. Mà Đức Thầy cũng có nói, Đức Thầy cũng có chỉ về cái dạng tu hành chân chánh như vậy. Đức Thầy nói sao đây quên này. Đó, ngài cũng nói bây giờ bất luận người nào không dùng của thế sắc màu cũng không nói cho bổn đạo rõ lòng,
ấy là chân chánh chứ hồng duyên giang. Là bây giờ ông đâu có dùng sắc màu, đâu có dùng tiền bạc, thành ra cái người này người chân chánh đó. Thì Đức Thầy cũng cho là cái dạng này là chân chánh. Bây giờ bất luận người nào không dùng của thế, ông đâu có dùng của thế gì đâu, tiền bạc cho không lấy mà. Đó, cái bát của ông cũ mềm mà bà cái bên Thái Lan qua cho cái bát bằng vàng cũng không lấy mà. Đó, nhưng mà ông đi rồi cái những người nghèo khó mà lợi sinh ổng, ổng cho đó, và đổi cái bát giá trị hơn mà không lấy giá bát giá trị mà lấy cái bát cũ thôi, xài cái bát mình không có giá trị mà xài đó. Thật ra Đức Thầy cũng nói qua hai câu cho mình biết về ông Thích Minh Tuệ nè. Đức Thầy nói cư trần bất nhiễm là người thánh, lẫn tục đừng mê chứng bậc hiền. Đó, cái dạng là dạng thánh thiện rồi chứ không phải dạng gì thường. Ông không nhiễm gì, ông có mê gì đâu. Đó. Tiền bạc ta cho mà cũng ham mà. Ta kêu sức 20 tỷ cho cái chùa ở gặp mình đây là mình làm liền. Nhưng mà người ta là ta đâu chịu 20 tỷ chứ không phải 20 triệu nha, hay là 200 triệu nha, 20 tỷ. Nhưng mà ông không, cái bởi vì cái hạnh của ông đi lang thang ngoài đường vậy đó. Đó. Thành ra bây giờ á, nói qua cái hạnh này á, rồi ngày đi á là cũng có nhiều cái sự gian nan khổ sở lắm, nhiều cái thử thách lắm. Rồi khi kẻ thích người ưa đó. Rồi cái bà ở bên bên là cái sư cô ở bên Úc á cũng về. Về rồi vô đảnh lễ ngài, bả lại Thích Minh Tuệ luôn. Nhưng mà cái chuyện này đó nghe quý vị, cái này chuyện này theo tôi biết trong kinh á, thì bây giờ chia sẻ cho bà con mình luôn. Thí dụ ổng đi ngang khúc đường dày thì mình ổng đừng đi thì mình chỉ xá thôi. Khi nào ổng ngồi lại một chỗ nghỉ thì khi lúc đó mình mới lại được. Rồi khi ổng ăn là cũng không nên lại luôn. Cái lúc người ta ăn là không nên lại luôn, với lúc ta đi đường. Lúc đi đường thì mình xá thôi được. Còn lúc ta ngồi ăn cũng không lại, mà ổng ngồi nghỉ như vậy là mình lợi lại được. Lại xá lại được. Lại cũng được. Và cái lúc người ta đi đường chứ cái lúc ăn đó không nên lại. Đây này trong kinh có để nha. Đó, thì tôi cũng lấy trong kinh để vậy, để cho cộng đồng mạng mình biết. Để mà đừng có ổng đi ngang đường cái quỳ xuống lại bất tử như vậy rồi. Thành ra không đúng. Thành ra chia sẻ bà con mình khúc vậy đó. Còn bây giờ là xin đọc một bài thơ của cộng đồng mạng là tặng cho ổng nè. Đó, bài thơ Bồ Tát, cho ổng là Bồ Tát luôn. À, Thích Minh Tuệ, Việt Nam có một sư thầy, không cần thuyết pháp cũng đầy người theo. Phật tử xúc động hò reo, người người xuống tóc. À, tỳ kheo theo ngài, người người cạo xuống tóc, tức là cạo tóc đó, đồng trọng đó, đi theo ngài trong tu đó. À, đầu trần chân đất đó đây là nhà, nghĩa trang nghĩa địa tha ma, nơi nào thầy cũng đến cũng là nhà quá duyên, dù ai nói ngã nói nghiêng, thành tâm chúc phúc chẳng phiền chẳng lo, chẳng tắm mà lại thơm tho. Nói ổng không tắm á mà lại thơm tho, không có lợi, ổng không hôi hám gì chứ. Là cái ổng bây giờ 15 ngày mới tắm một lần. Đó, theo tôi biết là 15 ngày mới tắm một lần. Đó, và còn ngày thâm nhập vào cái pháp này nữa nha, là suốt đời không tắm luôn. Từ đó sau suốt đời không tắm luôn. Nó chứ không phải hạnh thường đâu. Chẳng tắm mà vẫn thơm tho, áo thì chấp giá chẳng so đo gì, đôi chân chai cấn bước đi, mặc người nói xấu sân si chẳng màng. Không có màng, ai nói gì cũng được. Đội mưa đội nắng chói chang, sư thầy Minh Tuệ chẳng than một lời. Ôi vị Bồ Tát tuyệt vời, giữa thời mạt pháp rạng ngời làm sao. Bài thơ này rất hay ha. Đó, thành ra cái câu là cái những cái đồng đạo mà có cái ý làm thơ này nói lên được mấy câu thơ này cũng rất hay. Nhưng mà để chia sẻ bà con mình, cái hạnh này khó tu lắm. Mà cái hạnh này á, mà ổng tu đó, bà con là phỉ báng ổng đó, nặng hơn là chữ Phật Thích Ca. Cũng cái pháp của Phật ra mà, nếu mà giận Phật, chữ Phật đi nữa, tội nó nhẹ thôi. Mà làm cản trở chánh pháp của Phật, nó nặng hơn là cái tiếng chữ Phật Thích Ca. Đó là trong kinh để dạy tôi cũng
thiệt bữa nay chị giá thiệt bà con nghe nè, bà con nào có làm sai chặt gì thì thôi ăn năn cắm sám hối với Phật đi, Phật Thích Ca đi, giái ngài gian giái rồi ra quay lại để làm lành tính dữ, để làm theo lời là dạy của Phật. Rồi có họ gì hỏi tôi vậy chơi như vậy mình theo á là ông Thích Minh Tệ ha, theo mấy cái người mà không cho ông ngủ như vậy theo bên nào phải? Tôi nói tôi không có theo bên nào hết á, sự thật tôi không có theo bên nào hết á, tôi theo giáo lý của thầy, tôi có thầy rồi, tôi theo giáo lý của thầy tôi, nhưng mà ông Thích Minh Tệ tôi biết là người chánh đáng là tôi ủng hộ ổng, thí dụ đi ngang thì cũng ủng hộ ổng thôi, nhưng mà những lời ổng nói phải, cái chỗ nào phải tôi học hỏi, chơi theo là tôi không có theo, rành nha, cái ý tôi vậy, còn bà ý bà con sao tôi không biết nha, đó, thành ra cái đó đó là tôi không có theo, nhưng mà theo cái sự tu hành của ngài, theo cái lẽ phải của ngài là tôi theo, ổng nói gì phải gì chánh đáng mình nghe lời, còn chứ không phải đi theo ổng được, theo là không có theo, mình có thầy có tổ có giảng kinh của thầy dạy mà coi theo kinh giảng của thầy dạy tu hành. Thành ra mình mới mộ ổng là người chân chánh, biết là người chân chánh đệ tử của Phật rồi nên ủng hộ đó, cho đừng nên phản đối nó tội lắm, tội dữ dằn lắm chứ không phải tội thừa vừa đâu. Thành ra bây giờ để chia sẻ bà con như vậy là cũng có một phút nọ là ở ngoài ông chị đó thì một chú chủ tịch xã phản đối chỉ vô mặt thẳng vậy nè, ông đi tôi không cho ông ở đây, ông đi đi đó, thì ngài Thích Minh Tệ ngậm ngùi rồi đi, thì các là bà con thấy ngậm ngùi cái gì thấy rơi nước mắt, bởi vì người ta chú tịch xã mà cái mà đúng tư cách á, là tôi nghe đó, cộng đồng mạng chia sẻ nói là chỉ có công an với cái bên phe nào đó là đuổi thôi, chứ còn trong tỉnh không có ai có quyền đuổi hết. Ông này chủ tịch xã mà lấy cái quyền gì? Ông lấy quyền gì mà ông đuổi người ta ở trong nghĩa trang? Ông đâu có quyền trong nghĩa trang. Đó cộng đồng mạng có nói hôm qua mà tôi biết, cái chỉ có công an, giám đốc công an tỉnh mới có quyền đuổi thôi. Và cái bên tư pháp hay bên gì đó mà tôi quên, chỉ có hai chỗ trong tỉnh có hai chỗ có quyền đuổi thôi. Còn ông này đâu có quyền, nhưng mà tại vì ông lạm quyền ông làm vậy. Thành ra cái chuyện này cũng không đúng nữa. Rồi đó là cái ông hôm qua cái chủ tịch tỉnh Quảng Trị có lợi gặp ngài Thích Minh Tệ, nhưng mà lúc đó không có nghe trên mạng, chỉ thấy hình thôi không có nghe. Thành ra ông chủ tịch chuyện ông không muốn nói lên cho cộng đồng mạng biết, thì ông lại nói với Minh Tệ sau đó rồi thôi lát ông về vậy thôi, chứ mình không có nghe được cái câu nói người ta đó. Thì còn ta giữ thể diện người ta, thành ra cái sự làm lại vậy đó nó sai chặt lắm. Đó là có một cái hai anh em ông đó là nghĩa trang đó, là cái nghĩa trang đó trong là cái người mà đi đó người ta nói ra mình nghe nghe là cái trang nó đẹp đẽ nó sạch sẽ gì đâu á, cái trang có nhà giàu mà đó, mà lợi ông là đó mà thấy vừa bụng lắm, nhưng mà hai ông này lại không cho, người ta nói là ông bà người ta không có tu hành, bây giờ người ta không có chịu đồng ý cho sư sãi vô trong cái nghĩa trang ta đó. Thành ra có cái sự là khổ sở cho Thích Minh Tệ, nhưng mà ngài cũng vẫn tươi cười đi à, không buồn giận gì trơn quý vị ơi. Tập theo hạnh như vậy á, ngài tu vậy vậy á mới là đúng nha. Thôi bây giờ cái chuyện Thích Minh Tệ đây thì chia sẻ với quý vị một phút thôi, chứ thấy ông Thích Minh Tệ này á đâu phải hot ở đất nước Việt Nam mình đâu quý vị ơi, mà hot cả thế giới bên ngoài luôn, 200 mấy chục nước là hết luôn, nước nào cũng gửi cũng là mà dân người ta cũng coi, cộng đồng mạng rồi cũng người bên nước ngoài nước nào cũng qua nước Việt Nam mình để đảnh lễ ngài Đức Minh Tệ, thấy không, thấy hành của Phật ngày xưa bây giờ 1,000 mấy trăm năm nay không có người nào tu, mà hôm nay có được người tu rồi, cái dân tộc người ta hiểu biết được cái pháp thiền mà tâm của cái pháp mà đầu đà của Đức Minh Tệ vậy đó, là của Phật để lợi vậy đó, người ta mới là quan nghênh. Sở dĩ bữa nay chia sẻ bà con chút chỗ này luôn, tại sao có người lên mạng mà nói ôi ông Thích Minh Tệ này trẻ mà sao mà có người già hơn 70-80 tuổi cũng lợi lại ổng là sao, cái này chia sẻ cho bà con mình hiểu nha, cái này người ta lại đó là không phải là Thích Minh Tệ đâu,
cái này là cái hạnh của Phật, ông giữ gìn được cái hạnh của Phật, người ta lại cái hạnh của Phật đó, chứ người ta không phải lại ông Thích Minh Tuệ. Nhưng mà bữa đó tôi chính tôi thấy rõ ràng, cái bà này bà nói á, bà con bà nói á, mẹ tôi biểu á, tôi kè lại lại tới ngày Thích Minh Tuệ cho bà lại ông Thích Minh Tuệ. Bà này là 100 tuổi đúng rồi đó, đó. Đứa cháu đó nói vậy đó, mình nghe bà biểu tôi phải dắt lại trong Thích Minh Tuệ rồi cho bà lại ngày Thích Minh Tuệ hay lại đó. Thấy là cái sự mà người làm phải rồi đó, cái là cộng đồng mạng người ta là quan nghênh, ta tin tưởng, người ta là ủng hộ cỡ nào. Mà Đức Thầy nói đó, người làm phải như tầm trong cán, có muôn tơ bao bọc đám thân đó quý vị. Thì đến đây xin kết thúc lại đây, để có thời gian khác, có rảnh rỗi thì để chia thêm. Nhưng mà cái sự hiểu biết tôi bao nhiêu, bữa nay trai chia sẻ bao nhiêu, nhờ bà con cũng thông cảm, để khi nào mà tôi quản đãi rồi tôi có cái thời gian chia sẻ thêm nữa. Vậy xin kính chào quý vị, kính thưa quý vị, hôm nay tôi nói về Thích Minh Tuệ, hôm nay được bao nhiêu công đức, xin hồi hướng công đức này cho tất cả của quyền thất tổ, ông bà cha mẹ chung của chúng ta và cho chúng sanh trong cõi âm, trong mười cõi ngục. Nhờ được cái công đức này mà được nhờ Đức Phật từ bi cứu độ hết tất cả vong linh, được thoát chốn mê đồ, giáng sanh về miền cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.